Đó, em chào các Từ giờ đến Tết là đẩy Crown là em còn mỗi mấy con này thôi. Anh em nào mua thì quá sớm em nhé. Đẩy Crown của Mỹ. Bên em thì chủ yếu là làm dòng Crown 800 và 810. Đấy, 800 và 810 và dòng dòng điện 120. Dòng điện 120V chứ không phải 220 nhá các bác nhá. Nhiều bác là cứ nhầm thành 220 này. Nó là 120. Đây này. Mấy con này em còn chưa bóc ni lông cho các bác xem. Mấy con này em bóc sẵn cho các bác xem. Với dòng 800 này thì nó chơi được, ví dụ như anh em, ví dụ con 800 này nhá. 800 này thì các bác có thể chơi hai cặp loa. Tuy nhiên thì một cái điều băn khoăn của các bác là tất cả những cái dòng đẩy thì các bác để ý chủ yếu nó ra là một cặp thôi. Đấy, một cặp loa thôi nhá. Thì anh em bảo bây giờ đấu hai đấu nào? Đấu hai thì rất là đơn giản. Một cái phương pháp đơn giản nhất là các bác đấu song song luôn từ đây này. Tức là cái này các bác chia ra hai dây để đấu cho hai loa. Cái này cũng vậy. Tức là hai dây kép đấy, hai dây đôi đấy để chia ra hai loa. Đấy, các bác đánh hai cặp, ví dụ như các bác có một cặp BMB 450 kết hợp với cả một cặp Bo 301 các đời chẳng hạn. Hoặc là một cặp mà các bác mà chơi chuyên Bo thì các bác có thể lấy một cặp 301 các đời kết hợp với cả một cặp 501. Là các bác chơi được cái dòng này rồi. Đấy. Cái thế mạnh của cái dòng Crown này ấy, thì nhất nó là hàng Mỹ xịn. Ở đây em còn mấy cục nữa đây. Đây đó, bên này nữa. Còn khoảng chục cục nữa thôi. Trên dưới chục cục nữa. Cái dòng Crown này nó có thế mạnh là công suất nó rất là lớn. Đây các bác nhìn nhé. Nó ghi đây. Maximum output, tức là cái công suất đầu ra lớn nhất là 400W. Per channel là per là mỗi một kênh này. Đấy. Tức là mỗi kênh ấy, nó ra tần cái công suất lớn nhất là 400W ở tần số 4 ohm nhé, à ở cái trở kháng 4 ohm. Tức là tổng công suất của con này nó rơi vào 800W. Và điện nó là điện 100V này. À điện 120V. Đấy, các bác nhìn AC này. Volt 120 này. Đấy. Và cái này là dùng cho nội địa Mỹ, các bác có thể thấy đây. Made in USA đây. Đây. Made in USA. Cái dòng này thì nó giống như dòng dòng Nhật nội địa. Ví dụ như cái dòng đây, ví dụ như cái dòng 7600 hay là má này nhá, điện 100V này. Thì cái này dùng cho nội địa Nhật, còn cái này dùng cho nội địa Mỹ. Và con này thì nó kết hợp hai cặp để các bác có thể kết hợp để hát karaoke hoặc nghe nhạc. Bọn Crown này nghe nhạc cũng rất hay. Cái dòng này nó chạy 16 con sò vương miện. 16 con sò vương miện nha các bác nhé. Sò vương miện nó tiếng nó đánh rất là hay. Mà bản thân cái con này em đã test rất nhiều cho các bác. Em test direct luôn. Test direct luôn cho các bác nhé. Tức là test mọc luôn cho các bác. Nó có volume đằng sau nhé. Những con đẩy Crown này là volume thường. Những cái dòng 880 nó đằng sau này. Nó từng vế riêng một. Đấy, đây là của vế phải. Đây của vế phải trái. Đây cái nút bé bé này. Đấy. Thì nhiều bác mới chơi thì bảo là sao không thiết kế đằng trước. Mỗi lần vặn nó cứ phải thò tay vào, nhiều bác kệ nó hẹp. Để con đẩy trong, để con quai trước vào là hết không thò được. Nhưng mà bản chất cái đẩy này thường nó sẽ lấy những cái đường layout của những cái âm ly khác. Hoặc có chăng nếu mà các bác nghe nhạc direct thì các bác cứ để, thường là các bác sẽ để cái này một cữ nhất định. Ví dụ tùy nghe to nghe nhỏ và tùy kết hợp với loa gì. Đấy, thì các bác để tầm 12 giờ hoặc là 1 giờ hoặc là 2 giờ thì đấy. Các bác để cố định cái này. Xong rồi bắt đầu line out, ví dụ em cắm cái điện thoại vào đây chẳng hạn, thế thì em chỉnh to nhỏ điện thoại luôn. Hoặc là các bác dùng để anh em làm mà dùng nhiều loa để hát, ví dụ một con 203N các bác kéo một cặp bô. Con này các bác cho kéo một cặp loa to hơn chẳng hạn, thì bác lấy đường line out từ con Jaguar các bác cắm vào đây. À, chỉnh volume lúc đấy là chỉnh luôn rồi con Jaguar. Đấy, cái cách này em hướng dẫn rất là nhiều cho các bác rồi. Đấy, cắm rất là đơn giản thôi. Còn dây nguồn thì lưu ý là điện 120 và mỗi cái vậy như vậy thôi. Đấy, đây là cái rắc vào này. Còn ngoài rắc vào chân AV kiểu này thì anh em có chân bờ lăng nữa. Đấy.
có con thì nó là chân vặn kiểu này, nó mấy đời mấy năm sản xuất khác nhau. Đó. Có biểu tượng UL này, hàng Mỹ, hàng xuất Mỹ hoặc hàng Mỹ nó sẽ có biểu tượng UL. Đấy. Con này anh em có thể đánh, các bác nào mà có dòng bô 7-1 hai lỗ đánh 800 này, đánh tiếng bát nó lên rất là lực. À, với con này thì các bác thích âm sắc là các bác chỉ cần kết hợp thêm một con vang, con quai mà thôi nhé, chứ không nhất thiết phải tìm dề đâu với những cái dòng đầy kiểu này. Đấy. Còn khoảng trên dưới chục con thôi anh em, mà qua sớm cho em nhé, số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.